The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi là Nguyên Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình The Gang Show Music Wave. Thưa quý vị, trong chương trình Music Wave hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi còn khá là trẻ, nhưng mà các bạn ấy đã có được những cái thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Khi tôi nói trẻ thì tôi thấy được nụ cười chúm chím trên đôi môi của các bạn. Có lẽ ngoại hình trẻ nhưng tuổi đời thì cũng đã đếm tới hàng cao cao rồi. Thưa quý vị, bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là ca sĩ Phượng Vũ và ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Chào hai bạn. Xin chào anh Khang ạ. Vâng. Tại sao khi anh nói trẻ thì tụi em có vẻ hơi ngượng ngùng? Hình như là tụi em là 2K đúng không? Dạ đúng rồi, em 98 mà. 98, dạ. Vâng. Còn em chắc cũng trẻ trẻ. Thưa em, quý vị, vâng. Em đang nghĩ xem 9 mấy thì nó phù hợp. Em cho 2000 đi, dạ. Cho nó hợp với lại cái tuổi trẻ của mình. Thưa quý vị, hôm nay thì chủ đề của chúng tôi là mùa đông năm ấy mình có nhau. Mùa đông đối với tụi em là có nhiều kỷ niệm không? Có ấn tượng không? Em hoạt động ở trong nhà thờ cho nên là sẽ có rất nhiều buổi hát, nhạc Giáng sinh, trang trí nhà thờ vân vân, rất là vui. À hay quá. Còn em? Em rất sợ mùa đông vì em sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. À. Rất là lạnh luôn. Đó là lý do tại sao mà em vào thành phố, dạ, để trú rét. Dạ. Hay quá. Hay quá. Thế thì bây giờ nói về chủ đề mùa đông, mình sẽ bắt đầu với một ca khúc vui tươi ha. Dạ. Mở màn song ca đi. Tụi em sẽ gửi tặng mọi người ca khúc gì đây? Em có một bài hát mà rất là thích. Từ nhỏ xíu luôn là em đã nghe cái bài này mà mẹ em hồi đó còn cassette với lại mở đĩa đó. Thì là Như Quỳnh. Lúc đó đeo một cái... Như Quỳnh hình như cũng mặc đồ này nhưng mà nó màu đỏ đúng không? Dạ đúng đồ rồi, cái nón. Đeo một cái nón bánh hồi tiêu. Hồi xưa là em cosplay Như Quỳnh đúng không? Dạ không. Hồi lúc em còn trẻ mặc đồ Như Quỳnh rồi em hát bài này đúng không? Dạ không, nhưng không, mà đó là một trong những bài hát gọi là tuổi thơ của em á. Tại vì mẹ em rất là thích, mở rất là nhiều. Em còn nhớ được là nhúng nhúng sao đúng nữa. Rồi, đó chị Quỳnh nhúng giống như em vậy. Dạ, đó. Ca khúc Người Tình Mùa Đông. Vâng. Dạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Người Tình Mùa Đông. Tuyền vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây răng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Xa bến xuân hóa mộng, trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông, trên đường thầm thì và vì đâu mưa em không đến. Vào tim em mây răng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình,
cho ta quen cuộc tình. Sông thừa lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vạn năm tháng đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim như vậy thì có thể nói là mùa đông gợi cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Thế thì em suy nghĩ trong cái câu chuyện của chúng ta là mùa đông năm ấy mình có nhau là cảm xúc vui hay là cảm xúc buồn? Đối với em nó là một cái, nó không phải là cảm xúc buồn, cũng không vui, mà nó man mác. Man mác. Vâng. Bởi vì đối với em thì nghĩ đến mùa đông thì em lại không nghĩ đến người yêu, mà em thì thường nghĩ về gia đình nhiều hơn. Tại vì những cái năm gần đây thì em lại không được hưởng cái không khí lạnh của mùa đông ngoài Bắc nữa, vì em đã chuyển vào Sài Gòn để làm việc. Và có những cái Tết mà mình không được về nhà đấy, vì mình phải đi diễn mà. Nên là nhớ cái không khí đón giao thừa ở quê, nhớ cái cảm giác mà được ở gần người nhà đấy. Thì mùa đông đối với em là cái cảm giác cô đơn. Những lúc buồn như vậy thì anh chỉ cho em một cái câu thần chú rất là hay nè. Những lúc cô đơn, em lấy cái phong bì cát xê ra, em ngồi em đếm thì tự nhiên em cảm thấy sự ấm áp. Nó đùi đó quý vị một tí xíu thôi. Chứ thật ra thì đi làm cơm áo gạo tiền mà, đúng không ạ? Được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của một vị khán giả tên là Thảo Ngân. Bạn ấy đã gửi cho chúng tôi cái lá thư khi mà biết chương trình nói về chủ đề mùa đông. Mời quý vị cùng lắng nghe nha. Tôi sinh ra vào tháng 6, tháng của mùa hè oi ả. Nhưng những buồn vui trong đời tôi thì đều gắn với mùa đông. Ngẫm cũng lạ, có lẽ ông trời thương cho cái tính cách nóng như lửa của tôi, nên muốn pha thêm chút lạnh giá để cân bằng lại cuộc đời cho tôi. Tôi yêu biển, đặc biệt là biển mùa đông, vì tôi thích cảm giác hít tràn đầy lá phổi, cái hơi biển mặn mặn, pha chút lạnh buốt của cơn gió. Tôi yêu biển vì biển đã mang anh đến với tôi. Một người đàn ông cho tôi biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố và cách để tận hưởng những cảm xúc ấy. Nghe có vẻ hơi không được bình thường nhỉ? Anh là bạn của chị gái tôi, là bạn trai, nói chính xác là bạn là con trai. Hai người chơi chung một nhóm bạn, nhưng đặc biệt thân thiết với nhau. Bởi thế mà anh rất hay đến nhà tôi chơi. Nhà tôi thì gần biển, nên cứ hôm nào rảnh rỗi, anh lại cùng chị em tôi ra ngắm hoàng hôn và trò chuyện. Anh là một người thú vị. Những câu chuyện của anh kể, cho dù nội dung đơn giản, nhưng bằng tài ăn nói của mình, anh đã biến nó thành những câu chuyện rất thu hút, và tôi cũng bị anh thu hút. Dần già thì anh cảm nhận được tình cảm của tôi, và tôi thấy anh hình như cũng có cái gì đó với tôi, nhưng mà ngại chị tôi, cho nên không dám thể hiện. Người ta bảo có một thứ mà không thể giấu được, đó là ánh mắt của kẻ si tình. Sau vài lần đi chơi thì chị tôi phát hiện ra ánh nhìn của anh dành cho tôi đầy cảm xúc, và tôi cũng vậy. Thế là chị chủ động kiếm cớ để ở nhà vào lần sau, không quên bỏ nhỏ, đi tới 9 giờ về là được. Chị đã vẽ đường như thế, tôi và anh cứ thế mà chạy thôi. Và chúng tôi đã chạy cùng nhau suốt 8 năm, cùng trải qua những mùa đông lạnh buốt nhưng ấm áp trong tim,
cùng hít thở hơi biển và cùng nhau đón bình minh để chờ một tương lai cùng về chung một nhà. Câu chuyện lãng mạn đúng không ạ? Biển mà còn biển mùa đông nữa. Mà bà chị tâm lý dễ sợ ha. 10 điểm cho bà chị. Bà chị quá tuyệt vời luôn đấy ạ. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ rằng là cái việc mà cảm xúc mà bị gọi là thu hút trong cái ánh nhìn một phần đó, nó cũng đến từ cái không gian xung quanh không? Có nghĩa là vì biển nó lãng mạn quá cho nên nó tạo cho mình cái không khí đó. Em nghĩ là có cái việc đó. Nó gọi là yêu trong một cái khoảnh khắc á. Có nghĩa là em sẽ tưởng tượng mọi người giống như mọi người xem phim vậy đó. Kiểu mình đang cười, mình quay qua, cái tự nhiên thấy người ta cũng quay qua một cái kiểu slow motion. Người ta nở một nụ cười, cái tự nhiên cái trong cái thời điểm đó bình thường, có nghĩa là khẳng nhiều khi là cái người đó mình gặp rất là nhiều lần, hoặc có thể chưa lần nào, nhưng mà tự nhiên cái nó giống như là một cái đòn mà nó dán vào chính con tim của mình. Kiểu cái đó là kiểu là cùng tần số trong một cái khoảnh khắc hai cái tia điện nó cùng pha. Em từng có như vậy rồi. Em đã từng có như vậy rồi. Và cái lúc đó thì thật ra không cần nói, nhưng mà cả hai cũng cảm thấy thích nhau đúng không? Dạ, vì cái khoảnh khắc đó mà em đeo đuổi một người trong vòng 2 năm á. Dạ. Đó là mối tình đầu của em. Mối tình đầu. Thế còn Vũ? Khi mà mình ở trong một cái không gian yên tĩnh như vậy ấy, thì đó chính là cái lúc mà mình quay trở về với chính mình. Thì lúc đấy bắt đầu là tâm hồn ta đang mở cửa ra chào đón. Thì lúc đấy mà tự nhiên có một ánh mắt hay là một cái nụ cười nào đấy mà chạm vào trái tim mình, thì lúc đấy là rung động. Vâng, là đường vào tim em là ôi băng giá luôn đấy ạ. Dạ, vâng. Giống như ca khúc vừa rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, thời điểm bây giờ nhân cái câu chuyện chúng ta thấy bạn Thảo Ngân đã bắt đầu tình yêu như thế nào rồi. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc song ca nữa. Đây là lần đầu tiên tụi em song ca với nhau đúng không? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên gặp luôn. Tụi em thấy sao? Cũng khá là hợp á. Dạ. Tình chị em kiểu thằng nhỏ bị đau gục ngã, em đau đớn gục ngã. Nó rất là kiểu như nó rất là mới mẻ, nó rất là cái bài tình yêu mà vui chị vẻ. Chị hát chị coi em như là đứa em trai. Em. Vâng. Không em thì cũng giống như lái máy bay bà già vậy đó, đúng chưa? Có cái bài mà từ lâu anh thường xem chúng ta gì đó. Nhưng mà anh nghĩ vậy nè, quan trọng không phải là tuổi tác, hay là quan trọng không phải là câu chuyện như thế nào, mà quan trọng là cái cách họ bắt đầu câu chuyện như thế nào, đúng không ạ? Yeah. Thế thì ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu với phần thể hiện của Phượng Vũ và Thái Ngân. Thank you.
cạnh thật lâu bên nhau, lặng bên nhau. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Nơi mùa đông ơi xin hãy lặng tuyết rơi để trăng lối em anh về. Xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy đừng chốt đời để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu anh người ơi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trăng lối em anh. Mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng cho đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, anh đã yêu thân mến. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái mối tình của Thảo Ngân để xem nó kết thúc như thế nào nha. Yêu nhau 8 năm, mặc dù đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lúc căng thẳng với nhau. Công việc, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến anh không thể bên tôi nhiều. Rồi sự quan tâm của anh ngày càng vơi bớt đi. Chúng tôi bị áp lực, để rồi chỉ cần một lý do rất nhỏ cũng có thể khiến cho chúng tôi cãi nhau. Không muốn chị mình lo lắng, tôi đã trút nỗi niềm với cô bạn thân hơn chục năm của mình. Khi nghe chuyện, cô ấy thường khuyên tôi, thôi thì chín bỏ làm mười, mày bớt nóng nảy lại, tỉnh táo một chút, hiểu ảnh một chút. Đàn ông mà, phải lo cho sự nghiệp chứ. Rồi dần dà khi nghe tôi kể lể mãi, cô ấy mới đâm quạo và phán thẳng. Mày yêu như thế thì chia tay quách cho rồi. Yêu gì mà cứ dăm ba bữa lại cãi nhau vì chuyện đâu đâu. Tao thì chẳng hiểu nổi nữa. Thôi, tìm người khác hợp với mày hơn đi. Biết đâu hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Ngẫm lại lời cô ấy thì tôi thấy cũng hợp lý. Yêu nhau 8 năm mà còn không hiểu được nhau, thì cưới nhau về làm sao có thể hòa hợp. Vậy là tôi quyết định chia tay sau nhiều lần cố hàn gắn nhưng không được. Ngày chia tay, tôi rủ cô bạn đi uống và tâm sự nhiều. Cô ấy mới an ủi tôi rằng, mày còn nhiều cơ hội, không có gì phải buồn cả. Chuyện chỉ có vậy. Sau vài tháng thì tôi không còn buồn nữa và dần lấy lại cân bằng trong cảm xúc. Một ngày tôi tình cờ đọc trên Facebook của anh có người mới rồi. Kéo xuống bức hình, tôi bần thần không nói nên lời. Người mới của anh chính là cô bạn thân ấy. Run rẩy bấm điện thoại, tôi hỏi vì sao cô ấy lại làm vậy với tôi. Cô ấy bảo, mày và anh ấy chia tay rồi, giờ cũng chỉ là người yêu cũ. Tao thấy không vấn đề gì cả. Tao không phải người thứ ba, cơ hội đến thì tao nắm lấy mà thôi. Nước mắt chảy dài, tôi nhắn cho anh hỏi rằng, tại sao anh lại làm vậy với tôi. Anh nhắn chỉ vỏn vẹn, vì chúng ta chia tay rồi. Tin nhắn của anh như cứa vào tim tôi một vết thương rất sâu và rất đau. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc với cả hai người. Dẫu thỉnh thoảng vẫn nghe tin về hai người qua chị của tôi. 3 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn cứ cảm giác như chỉ mới xảy ra đây thôi. Vừa rồi tôi nhận được tin cả hai người ấy sẽ kết hôn cùng nhau vào cuối năm nay. Tôi chẳng biết mình nên cười hay nên khóc. Hơ thẫn, tôi lại tìm ra biển, nhìn về chân trời. Không gian ấy vẫn còn đây, nhưng anh thì mãi mãi rời xa tôi. Tôi chỉ biết buột miệng mà nói, hết duyên rồi,
đành chịu thôi. Khi nghe câu chuyện vừa rồi thì Vũ, em suy nghĩ thế nào? Em thấy cô gái này cũng có một cái điểm chung với em. Đó là em cũng đã từng có một mối tình dài 8 năm như vậy. Và cũng là mối tình đầu luôn. Nhưng mà không đến nỗi mà bi đát như cô gái này. Không bị vâng, bản không, thân cướp bồ. Dạ vâng. Thật ra thì cô gái này như chia tay rồi nhưng mà vẫn còn yêu nhiều quá, đúng không anh? Bây giờ mình không đặt cái vấn đề là người yêu mới của anh ấy là bạn thân đi. Mà cô chỉ cảm thấy buồn, rất là buồn và đau khổ khi mà người yêu cũ của mình lại yêu bạn thân của mình. Sao em không nghĩ là cô ấy tiếc? Khi mà cô đã để mất rồi thì mới tiếc, thì đó là lỗi cho cô ấy. Cái không có trách ai được hết. Nếu như mà thật sự là người đàn ông tốt thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cái việc mà nhưng và nếu như ở đây hết. Chắc chắn là bằng mọi cách, dù có cãi nhau hay là dù có như thế nào đó thì chắc chắn là cô ấy vẫn sẽ cố gắng. Thì nếu như mà cái người đối diện là chàng trai đó quyết tâm buông thì cô ấy cũng không có gì phải tiếc hết, tại vì cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Trong khi cái này thì cô ấy nghe người này người kia, nghe chính bản thân của mình. Nhưng mà em nghĩ trong cái câu chuyện này thì nên giải thoát cũng tốt. Tại vì em và bạn bè của em thường có một cái quan niệm đó là không bao giờ yêu lại cái người yêu cũ của bạn bè hay là những người liên quan. Thường là như vậy, em không biết mọi người có hay như vậy không. Nhưng mà tụi em có một cái luật ngầm với nhau. Là có nghĩa là người đó đã từng dính tới anh thì em sẽ không bao giờ đụng tới. Nhưng mà mình đang là người ngoài cuộc. Mình nhìn mọi việc nó có vẻ là dễ dàng hơn, nhưng mà người ở trong cuộc thì khó. Nên đúng không? Trong cái trường hợp này á, thì anh cũng khó phân biệt được rằng là có phải là cái cô bạn thân chính là người châm dầu vào lửa để khiến cho hai người sớm tan đàn xẻ nghé hay không, hay là cơ bản là tại vì cô này của trẻ con quá, cô cứ giận dỗi những chuyện không đâu và khiến cho cái người đàn ông kia họ cũng một phần nào đó cảm thấy mệt mỏi cho nên họ mới kết thúc cuộc tình này. Yeah. Chứ nếu mà tình yêu của hai người đủ sâu á, thì em sẽ thấy là bao nhiêu sóng gió trắc trở, bao nhiêu bão táp phong ba sẽ cùng nhau vượt qua. Mà chưa biết nữa, cái cô bạn thân của ở ngoài cũng quan sát, cô thấy rõ những cái nhược điểm của cô này thì cô sẽ khắc phục bản thân. Bài học rút ra là... Một bài học rút ra là coi chừng bản thân rất là người nguy hiểm nhất. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do bản thân. Đúng, nên là đi chơi để bản thân ở nhà bớt dẫn theo. Một là để bản thân ở nhà hay là để người yêu ở nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng khá là phù hợp với câu chuyện mà khi mà bao nhiêu chuyện tình đổ vỡ thì họ sẽ một phần nào đó cảm thấy tổn thương ở trong lòng. Và vết thương đó đôi khi sẽ rất là sâu mà khiến cho chúng ta không quên được. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Còn Nguyên Vết Thương Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh với phần thể hiện của ca sĩ Phương Vũ. Thank you.
chúng ta đã từng hạnh phúc suốt những tháng năm êm đềm, cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ em dưới góc phố vui mọi người thân quen. Cũng có những khi không được vui mà sao em không xoa dịu hay đi quý vị vừa đến với ca khúc Còn Nguyên Vết Thương Sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo nha. Câu chuyện của anh Thu được bắt đầu như thế này. Tôi đến với em sau khi đã một lần đổ vỡ hôn nhân. Còn em lúc ấy là một cô gái chỉ mới tròn 18 tuổi. Nét tươi trẻ, sự ngây thơ cùng với tình yêu trong trẻo của em đã làm ấm lại trái tim lạnh giá như băng tuyết của tôi, khiến tôi say mê mà bước vào cuộc tình chênh lệch 20 tuổi ấy. Lúc ấy tôi đang giữ chức vụ khá cao trong cơ quan với nguồn thu nhập tốt. Thế nên khi mà quen em, tôi vừa như một người anh, người yêu, vừa như một người cha chăm lo cho con gái. Tôi không để em phải lo một điều gì. Tôi yêu và cung phụng em như một bà hoàng. Một năm sau khi yêu nhau, tôi cưới em. Để em được nở mày nở mặt với bà con họ hàng, tôi lại mua hẳn một căn nhà 4 tầng mặt tiền đường lớn để cho em đứng tên. Còn chúng tôi vẫn ở căn nhà tôi đang ở trước đây, cũng 4 tầng nhưng mà nằm trong một con hẻm. 2 năm đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi rất êm đẹp. Và càng ngày thì tôi càng yêu em hơn. Và rồi chúng tôi đón chào đứa con đầu lòng trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Lúc ấy em vừa tròn 20. Sợ em phải cực khổ, tôi thuê người giúp việc để chăm con, thuê người dọn dẹp nhà cửa. Ngoài những khi cho con bú thì còn lại em không phải làm gì cả. Có lẽ vì vậy mà em bắt đầu trở nên buồn chán và đề nghị tôi cho em đi làm. Dù không muốn, nhưng vì yêu nên tôi chiều theo ý em. Em xin vào làm bán hàng tại một cửa hàng điện thoại di động. Sau giờ làm, em tham gia lớp học khiêu vũ tại Cung Văn hóa Lao động. Càng tham gia thì em càng đam mê. Và tại đây thì em gặp một người đàn ông khác. Tôi không biết người ta hứa hẹn với em điều gì, nhưng mà em dần dần xa cách tôi. Nhận ra điều ấy, tôi càng nâng niu chiều chuộng em nhiều hơn. Em muốn quần áo, tôi mua quần áo hàng hiệu cho em. Em muốn mua xe, tôi mua spacey. Em muốn đi du lịch, tôi dẫn em đi nước ngoài chơi. Nhưng mà bấy nhiêu vẫn không thể khiến em bước ra khỏi mối quan hệ với người đàn ông kia. Tôi làm đủ mọi cách, năn nỉ, chiều chuộng, giận dữ, thậm chí khóa xe và cấm không cho em đi học khiêu vũ. Nhưng em vẫn trốn tôi để đi. Không còn cách nào khác,
tôi buộc em sinh thêm một đứa con cho mình như một cách để trói chân em lại và cũng để em yêu lại tôi như phút ban đầu. Câu chuyện vẫn còn nha quý vị. Nhưng mà tôi tạm thời ngắt mạch cái câu chuyện ấy để lắng nghe suy nghĩ của hai khách mời trong ngày hôm nay. Theo em thì người đàn ông trong câu chuyện này có yêu chiều quá người phụ nữ của mình hay không? Việc tuổi tác thì nó đã nói lên cái vấn đề ngay từ đầu. Nhưng mà cái việc yêu chiều thì em không có gọi là lên án. Tại vì nếu như mà gặp em cũng vậy. Em nghĩ như vậy. Anh nghĩ đó là thuộc về cái gu của cái anh này. Có nghĩa là thông thường thì người ta vẫn thích thứ nhất là đàn ông thì luôn thích bảo bọc và che chở cho phụ nữ. Cái điều thứ hai đó là ở anh này anh có cái sự trưởng thành. Yeah. Mà thường cái người trưởng thành thì đôi phần nào đó họ cũng sẽ thích yêu những cái người mà tạm gọi cái cô này của còn kiểu mới mẻ, ngây thơ, baby, mới mẻ, hoặc là đôi khi còn những cái suy nghĩ nó vụng dại. Yeah. Thì cái người này sẽ bù đắp cho người kia, cái đó là trong cái quy luật tình yêu. Yeah. Nhưng cái của anh ở đây là anh có thấy, em có nghĩ là nếu mà cưng chiều quá thì đôi khi khiến cho cô ấy đâm ra sinh hư không? Như chẳng hạn như là cô ấy muốn đồ hiệu thì mua đồ hiệu, muốn xe mua xe, chưa vì về nhà mua căn nhà 4 tầng. Anh không biết là người đàn ông tốt bụng như thế còn nhiều ở trên xã hội không? Mà ta. Em ơi, cái căn nhà 4 tầng không cơ bản đâu ạ. Không, em biết em có tiền em cũng mua. Có tiền cũng mua cho cô nào căn 4 tầng không? Mua cho vợ thôi. Đấy, nó cũng yêu chiều đấy anh. Đấy, cũng yêu chiều. Nhưng mà cô này hầu như cô ở nhà một mình mà cô không có đi ra ngoài, giao tiếp không cần phải đi làm. Anh này là cứ cung phụng thôi, tiền là cứ tới là tới tháng là đưa tiền cho cô để cô xài thôi. Thì như thế cô mới đâm chán. Cô đâm chán nên cô mới đi học khiêu vũ đó. Đi học khiêu vũ rồi nâng nâng niu niu rồi dìu dìu bước bước rồi bước rồi bước vô cuộc đời của luôn đó, một ông khác. Bây giờ trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện để xem coi là hai người sẽ đi đến đâu trong cái cuộc tình này, chúng tôi mời quý vị sẽ đến với ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Với phần thể hiện ngay sau đây, xin giới thiệu Phạm Đình Thái Ngân. Trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên bua xa và thời gian sẽ qua, cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dấu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mưa. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nơi xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng bùa xa cô đơn giữa muôn trùng cây láng, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi nên người yêu hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng, dù
Vừa rồi là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Đây là một cái bản phối hơi mới hơn so với cái bản, những cái bản gốc mà mình thường nghe đó, ballad. Anh nghĩ cái giai điệu này nó cũng phần nào làm cho ca khúc này đỡ buồn hơn đúng không? Quay trở lại với câu chuyện thì tụi em thử đoán xem hình dung phần tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, Vũ? Thôi em sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Đó là sau khi cô gái kia đã bị bạn trai mới giống như kiểu như là yêu đương qua đường đấy, xong rồi phụ bạc, thì cô này mới nhận ra là người chồng của mình mới là tuyệt vời nhất, quay về happy ending. Hay quá. Vâng, anh rất thích kết thúc câu chuyện của em. Dạ. Nhưng mà của em nó chỉ có trong cổ tích. Em tính nói luôn á, cái đầu em chỉ nói xong là trong đầu em hiện đúng hai chữ cổ tích. Ôi, em lại thực tế. Tức là gọi là cái xác suất mà như thế trong cuộc đời có, vẫn có, nhưng mà nó cũng ít hơn so với cái trường hợp còn lại thôi. Bây giờ với em đi, em đoán cái câu chuyện tiếp theo như thế nào? Nếu mà thật sự mà có cái kết như vậy thì anh này gọi là ngàn năm có một người luôn, kiểu có thể tha thứ được. Và chị nghĩ anh sẽ tha thứ đấy. Yeah. Cũng có thể là tha thứ, bởi vì cái chuyện này nó cũng chỉ mới xảy ra. Đúng rồi. Chứ không phải là nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế thì bây giờ chúng ta đến với câu chuyện nha. Bé con thứ hai ra đời đồng nghĩa với việc em sẽ bận rộn để chăm con hơn, không còn được tự do như trước. Nhưng điều đó chỉ diễn ra một thời gian ngắn. Em tiếp tục trốn tôi để đi chơi và quen với một người đàn ông khác. Người đó hứa hẹn sẽ trao hết gia tài cho em, chỉ cần em ra đi với anh ta. Tôi mất vợ từ đó, một cách không chính thức. Một mình tôi quay cuồng với hai đứa con thơ, một đứa chưa đầy 2 tuổi, một đứa 5 tuổi. Mấy đứa em thương cho tôi gà trống nuôi con, nên chung tay giúp chăm hai đứa để tôi tập trung làm việc kiếm tiền. Bẵng đi một thời gian, em liên lạc với tôi và đề nghị được quay về. Vì còn yêu, tôi lại đón em về và chăm sóc yêu thương em như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi đã được cứu vãn, thì em lại tiếp tục giáng cho tôi một đòn chí mạng. Em bỏ đi, và lần này em đem theo luôn đứa con gái út, lúc đó chỉ mới hơn 2 tuổi. Em cắt đứt liên lạc với tôi, dặn họ hàng không tiếp tôi. Tôi điên cuồng tìm em và con. Tôi liên hệ khắp mọi nơi, tận dụng mọi mối quan hệ để tìm, nhưng kết quả vẫn bằng không. 6 tháng kiếm tìm, tôi sọp đi thấy rõ, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên. Có lẽ ông trời cám cảnh trong hoàn cảnh của tôi, nên xui khiến bạn tôi tình cờ trông thấy một bé gái giống con tôi, nên đã liên hệ với tôi. Tức tốc tôi chạy đến và lòng đau xót vô hạn khi trước mặt tôi là một con bé ốm sọm, xanh xao, đen nhẻm, chứ không còn là một cô bé bụ bẩm, trắng trẻo ngày nào. Tìm hiểu thêm, tôi được biết em từng muốn đem con cho trại trẻ mồ côi để được tự do qua lại với người đàn ông khác, và người đang nuôi con tôi là dì của em. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời muốn đưa con về thì người dì không đồng ý. Còn em thì ra điều kiện, nếu muốn đón con về thì phải tha thứ và bỏ qua hết lỗi lầm của em, đồng thời cho em căn nhà mặt tiền 4 lầu mà em đang đứng tên. Con Dung xéo lắm cũng quằn, tôi từ chối hết những lời đề nghị của em, làm đơn ly hôn và đồng thời tìm mọi cách để đem con về. Sau rất nhiều lần tranh đấu để giữ tài sản, vô vàn những lần rơi nước mắt trong đau đớn, giờ đây tôi đang sống một cuộc sống bình an với hai cô con gái. Còn em, giờ đây, trong tay không còn gì, phải đi thuê nhà trọ ở Đồng Nai để ở. Thi thoảng thì em có lên Sài Gòn để thăm con, nhưng mà những tổn thương em để lại cho các con quá lớn để chúng có thể gọi mẹ một cách trìu mến và đầy yêu thương. Có lần em nói với tôi rằng em hối hận với những gì đã qua và mong tôi cho em một cơ hội để được quay lại. Nhưng trái tim tôi không còn đủ can đảm để tha thứ cho em, một người đã nhẫn tâm bóp chết nó vì những người đàn ông khác. Khi nghe câu chuyện vừa rồi thì rõ ràng là cái kết không giống như em đã suy nghĩ rồi.
Không, và... nếu mà có một lần thì có thể cái test kết của em nó đấy, anh em mới kể được nửa câu chuyện. Nhưng mà ai ngờ đâu cô lại đi thêm lần nữa. Nhưng mà em có bao giờ nghĩ là thật ra người ta vẫn nói là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Có nghĩa là nếu đó đã thuộc về cái bản tính của cô này rồi, thì dù cho anh này có cố níu kéo vì các con, cố níu giữ cái hôn nhân hạnh phúc này, thì cũng chẳng đi đến đâu. Thông thường chúng ta thấy là đa phần đàn ông thì hay bỏ vợ nhiều hơn bởi vì những cái bóng hồng phía bên ngoài. Nhưng đây là một câu chuyện trong số ít những câu chuyện mà anh được thấy, có nghĩa là người vợ lại đi bỏ chồng. Anh này, anh ấy lấy vợ, cô vợ trẻ quá. Nên là có khi là không hiểu nhau, nên thành ra nó có một cái khoảng cách và... Nó là sự khác biệt về cái suy nghĩ của tầm gọi là hai thế hệ. Cô này 20 thì anh này đã 40 rồi. Cho nên là cái suy nghĩ của anh này, anh chỉ muốn một cái gia đình êm ấm, một cái gia đình mà có thể ổn định để có thể cùng các con khôn lớn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc gửi đến cho anh Thu cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này, ca khúc Cạn Dòng Nước Mắt với tiếng hát của Phượng Vũ. Giờ thành ký ức không thể
khóc mất cả Sam nghe bài vừa rồi Vũ hát hay không? Thích quá đau đớn. Quá đau đớn đúng không? Mà anh nghĩ là Vũ chắc cũng càng dòng nước mắt mấy lần rồi cho nên hát tâm trạng dễ sợ. Mấy lần á, em không đếm bằng số lần mấy anh ơi. Mấy nghìn lần chứ. Anh nghĩ là trong cuộc đời nhiều người người ta nói là đôi khi mà chúng ta khóc nhiều hay đôi khi trải qua nhiều cái đau đớn của cuộc tình á là cái sự đau khổ, nhưng anh nghĩ nó chính là món quà của cuộc sống. Dạ yeah, em cũng tại nghĩ vì nếu như mình không có, anh nói thật, ví dụ như ca sĩ mà không trải qua những cái đau đớn, đau khổ đó, nhiều khi hát lên sân đúng, khấu không có chất liệu đâu anh. Không có cái chất liệu đúng. Đó đâu. Hát tới đâu mà đôi khi nghẹn ngào tới đó. Yeah. Khán giả lại đồng cảm nhiều đúng không ạ? Yeah. Vâng. Hy vọng là ca khúc Càng Dòng Nước Mắt của em sẽ được khán giả đón nhận nhiều. Em lại cứ tưởng anh vừa hy vọng rồi sau ca khúc này em sẽ tiếp tục khóc nhiều hơn để có thêm chất liệu để hát. Đó. Em tưởng anh chúc thế. Ủa ơi, mình không có bắt được cái mặt của nhau đó. Hai đứa mình nói chuyện nhưng mà hai cái pha nó khác nhau lắm. Anh có ác thiệt nhưng mà anh cũng không có ác tới mức đó đâu. Thật sự. Em vốn sinh ra vẫn là một người tâm tính hiền lành nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc nữa. Một ca khúc mà anh nghĩ là khá là thành công, có chàng trai viết lên cây. Thưa quý vị, đây là một ca khúc mà Phạm Đình Thái Ngân đã từng thể hiện trong bộ phim Mắt Biếc. Đây là một ca khúc anh rất là thích của em. Anh đã xem phim này rất nhiều anh lần. Anh xem phim lần rất nhiều. Và cũng chính vì cái cảm xúc đó cho nên ngày hôm nay anh mới quyết định đưa ca khúc này vào trong cái phần thể hiện này nè. Em thấy anh tinh tế không? Dạ. Anh là fan hâm mộ của em đấy chứ. Dạ. Anh nhưng mà cái khúc trong phim em hát khúc nào em quên rồi ta. Anh em hát cái khúc mà cái chàng trai đến cái cây, cái cây giữa này. cái đồng phong nguy hoành đó. Nó lòi ra anh ơi. Và bây giờ vấn đề là ngạn bỏ Hà Lan đi và cái đoạn điệp khúc của bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây này cất lên. Và cái một cái kỷ niệm là khúc này là em thu đúng một lần. Anh Victor Vũ anh ngồi ở ngoài lúc đó em hát không nhạc, bật cái xin lên cái em thử nha. Ngày cô ấy đi theo nơi ok xong rồi em đi ra đi hả, em hát thử mà anh. Cái xong anh mới anh vẫn cho hát lại nhưng mà anh vẫn lấy cái đầu anh nói là anh không biết tại sao nhưng mà cái đầu tiên là cảm xúc nhất. Anh không biết em cái cảm xúc đầu tiên khi mà em nhìn vào cái xin của anh Ngạn anh khóc anh bỏ cô Hà Lan đi hình như là em cảm xúc hơn. Còn khúc sau là em tập trung nhiều về cái kỹ thuật quá cho nên nó không còn cảm xúc nữa. Cho nên là xong rồi anh nói một câu em rất là tâm đắc cho tới bây giờ. Anh nói là em ơi, cái này là trong phim này là Ngạn hát chứ không phải ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Cho nên là nó có chật, nó có phô, nó có tí xíu nhưng mà nó là cảm xúc của Ngạn. Em nghe câu đó em đóng cửa em đi ra. Trời khỏi ơi. Hát nữa. Tại vì anh nói hay quá đâu có cãi được đâu. Có cái chương trình nào mà hát đúng lần ra nhận cái C ngon lành trong một cái bài đó tràn đầy cảm xúc. Đâu anh, em còn lòng tiếng mà cả tuần lễ mà anh. Em lòng tiếng cho Ngạn hả? Dạ. Hả, em lòng tiếng cho Ngạn hả? Ơ nhưng mà... Không thiệt, em lòng tiếng cho Ngạn hả? Ủa anh Khang. Anh không để ý đâu. Mời khách mời mà anh vậy. Mời khách mời mà anh không biết gì. Em phải giả bộ. Em nói ủa anh không biết hả, em lòng tiếng cho Ngàn. Cái cách đặt vấn đề của anh đó là dụ khách mời vậy đó. Em hiểu không chứ. Dạ. Thằng bé lại không bắt mạch được. Ủa em lòng tiếng cho Ngàn hả? Dạ không. Không bắt được một cái mạch cảm xúc luôn. Chơi vừa lòng anh. Đâu giờ nói lại thử câu cho anh nghe coi cái đoạn lúc mà Ngàn nói với cũng 2 năm Hà Lan rồi. Đi. Một câu thôi. Đoạn chắc cái đầu nào đoạn mà cảm xúc nhớ nhất thôi. Ừ. Hà Lan ráng nha, chờ Ngạn lên. Đó, xong rồi. Cảm xúc ha. Trời ơi, phải đạo diễn cho em đóng luôn là hay rồi. Trời. Không cho cái mặt vừa có tiếng nè, vừa có hát nè mà bây giờ không đưa cái mặt lên để cho đóng. Nhân chương trình Khang Show thì em hy vọng là các đạo diễn hay cho em một cơ hội nào đó. Chứ em đi cát không cho em đóng phim. Em ơi, anh nói vậy cho em đỡ động viên thôi mà em cũng làm tới. Thật ra cái mặt, cái nét biểu cảm của Ngạn nó là một cái con người, nó có một cái nét gì đó ngây thơ. Ý có anh nói là em... Nó hơi ngờ ngợt. Và trong cái chuyện tình cảm, anh ấy là một người thua thiệt. Còn nếu như đưa em vô đó thì nó bị lệch, nó ngược lại cái câu chuyện đó. Em hiểu không? Cái giọng của mình thì đúng như kiểu như vậy, nhưng mà cái mặt của mình thì nó không ra được cái điều thế đó. Thì cái giọng em lòng cho Ngạn, nhưng mà cái vai em đóng vai Dũng được không?
em nên đóng vai Dũng, cái mặt của em phù hợp với Dũng. Nó một có chút gì đó nó hơi đều đều tí xíu. Một đêm tuyệt vời. Cái vị nói đùa với mọi người tí xíu để cho thấy là Thái Ngân rất là có tài, rất là đa năng. Hát cũng được, lòng tiếng phim cũng được. Và biết đâu chừng trong tương lai sẽ có đạo diễn khi xem cái chương trình Khang Show này đó sẽ mời em vào một cái vai nào đó. Đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn em. Nói chứ anh theo dõi em nhiều lắm chứ. Nãy giờ là anh thử em không thôi. Anh thử mắt anh thật lắm. Đó chính là cái nét thật của anh khi mà diễn xuất. Cảm ơn Phường Vũ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây với phần thể hiện của Phạm Đình Thái Ngân, người đã lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi xa lối, chỉ thường có người vẫn hỏi gìn giữ nhiều luyến người. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau, ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Ông ai yêu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ rằng từng tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sao tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì xa xa nhau là mơ thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trong trên đất khai, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt sống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, cô gái năm ấy khiến thuần thơ như lúc đầu vẫn nơi đó, đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai yêu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì xa xa nhau là mơ thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trong đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ơi, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ơi.
trai viết lên cười. Hay quá, cảm ơn em đã gửi đến một ca khúc rất là ý nghĩa trong bộ phim này, cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim Mắt Biếc. Thế thì ngày hôm nay khi đến với chủ đề Mùa Đông Năm Ấy Mình Có Nhau, thì cảm xúc và suy nghĩ của hai bạn như thế nào? Em thấy khá là thú vị và cảm ơn anh Khang rất là nhiều. Dạ, em thấy mọi người có sự chuẩn bị về âm thanh lẫn hình ảnh, mọi thứ rất là chỉnh chu. Và em cảm nhận được sự nhiệt huyết của anh Khang dành cho chương trình được Khang Show của chính mình. Em hy vọng là đây sẽ là một chương trình sau này nó sẽ rộng hơn nữa. Và gọi là như thế nào ta? Gọi là nó sẽ phủ sóng và nó viral và nó bành trướng thế lực, tổ chức rộng mở. Phải không ta? Ý là bự ra đó. Nó được đưa ra một cái không gian lớn hơn. Dạ đúng, nó... có khán giả nữa. Đúng rồi. Đó, ngồi vỗ tay giả, ngồi vỗ tay. Đó cũng là cái mong muốn của anh. Nhưng mà do trước mắt thì anh là con nhà nghèo. Xin học bổng của mấy tổ chức, cho nên là đôi khi làm nó nhỏ nhỏ như nghèo thế này nha, thôi. Anh em cũng muốn được nghèo. Cho nên là Khang rất là mong là được Khang Show sẽ được khán giả đón nhận. Muốn làm được điều đó thì em nhớ má fan của em cày view nha. Đẩy nó nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình này, và mến chúc Thái Ngân cùng với lại Phượng Vũ sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc của tụi em nha. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và đừng quên đón theo dõi những tập tiếp theo của The Khang Show sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Khang. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. The Khang Show Music Wave. Xin chào các bạn, mình là Phượng Vũ. Tôi là Phạm Đình Thái Ngân. Hãy đón xem các tập tiếp theo của The Khang Show. Ví dụ nha, chị và 18 và chị là ở trong câu chuyện đó thì sao? Chị vẫn đi học khiêu vũ và có một người gọi là tiến đến chị, ví dụ như em. Đây là chương chồng trình chị. Với sự bảo trợ của nhà em hàng là giáo viên khiêu cá vũ. Đế Vương. Thế thì chị sẽ mời giáo viên khiêu vũ quay MV với chị chồng, đầu tư cho em cái MV 2 tỷ. Trời ơi. Được không ạ? Đồng ý không ạ? Ủa, gì kỳ vậy? Xin được giới thiệu đến quý vị đang đến ca sĩ Cẩm Ly. Xin chào chị ạ. Xin chào nông dân Cẩm Ly ạ. Chào Nguyên Khang, cũng như là Châu Ly gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình The Khang Show. Có lẽ là ông Tổ còn thương mình rất là nhiều. Tức là trong thời gian mình không được đi hát trên sân khấu thì mình đi bước vào một cái môi trường, một lĩnh vực khác, nhưng nó có liên quan đến sân khấu, là mình ngồi ghế nóng, mình làm huấn luyện viên, mình làm giám khảo.